Phần 2, top 10 đấng nam xếp đầu thế giới dùng vật gì? Top 5 là vua tốc độ Anthony Ginting và Silver đang đồng hành cùng anh, đó chính là Linen Iceforce 104U đang lưới là nội 1, mức đang là 31 pound. Top 4, Lee Si Fan hiện đang sử dụng cho mình Silver Yonex Astrox 100XX Navi 3U đang lưới 66 Ultimax, mức đang 30 pound. Top 3 là vua hề Anders Antonsen của Đan Mạch và hiện anh đang sử dụng cho mình Silver Victor Aura Speed 90K Metallic 4U, anh đang lưới VPS 63, mức đang là lên tới 32 pound. Top 2 là Bạch Công Tử CUG của Trung Quốc, người gần đây nhất có thể đánh bại đại đế và Silver giúp anh thực hiện điều này, đó chính là Yonex Astrox 100XX Navi 4U đang lưới là BG80 Power, mức đang là 30 pound. Cuối cùng, vị trí top 1 chắc chắn rồi, đó chính là đại đế Victor Axelsen của Đan Mạch và Silver hiện đang đồng hành cùng đại đế, đó chính là Yonex Astrox 100XX Kurenai 3U, anh đang cho mình cái bộ lưới là BG80, mức đang là lên tới 32 pound. Vậy các long thủ yêu thích ai nhất trong